Xin chào tất cả các bạn và anh em. Hôm nay Trung Kiên Audio soạn lên một số các cái bộ dàn mini giá rẻ để cho các bạn và anh em mua về chơi. Làm thứ nhất là có thể chơi, ví dụ mua các bộ thì nó trong ngày hôm nay em lên thì đa số là chạy cả đĩa CD, thì các bác mua về có thể chơi đĩa CD nhé. Còn có duy nhất cái bộ này là không chạy này, thì tí em sẽ nói cụ thể sau. Đó, thì đa số là có chạy CD thì các bác có thể mua về chơi CD, hoặc là chơi có điện thoại nhé, chơi điện thoại máy tính đều được nhé, hoặc chơi có TV qua cổng quang. Một số bộ thì sẽ có giải mã để chơi được quang. Còn nếu như TV nếu bác không nếu một bộ nào không có quang mà TV có cổng 3.5 thì cũng vẫn được chơi được TV qua cổng 3.5 bình thường nhá. Nó tóm lại là nó giống như cái loa vi tính. Đấy, chơi được các cái thiết bị phát nhạc, máy phát nhạc rồi điện thoại các thứ là chơi ok hết các bác nhá. Đấy. Thì em sẽ giới thiệu là đến từng bộ một để báo giá luôn cho các bác nhá. Tất cả các bộ em đã đều test rồi nhá, để anh em yên tâm nhá. Để em quay nhanh thì em sẽ không test lại nữa. Đầu tiên thì em giới thiệu đến các bác một cái bộ phổ thông. Bộ này thì hình thức nhỏ gọn, xinh xắn và phù hợp với tất cả các bạn nhu cầu chơi đơn giản. Đấy, mình chơi điện thoại, chơi máy tính. Bộ này thì có cả CD, CD con này em test ok. Và con này có cả FM full 108, đấy, bắt đài Việt Nam cũng full sóng 108 luôn. Con này model của nó sẽ là con QX1. Đấy. Các bác chú ý tất cả cái giá em báo nhá. Các bác cứ lên mạng các bác tham khảo xem anh em người ta bán bao nhiêu. Đấy, sau anh em quay lại em mua của em cũng không muộn nhá. Đấy, thì em báo giá rất là tốt cho anh em nhá. Đấy, bộ QX1 này thì Trung Kiên Audio bán với giá cho anh em là 900.000, chưa kèm phụ kiện. Anh em chuyển đủ em miễn phí ship, anh em chuyển cọc cọc trước 300, chuyển cọc em không miễn phí ship. Đấy các bác chú ý. Đó. QX1 giá 900.000 anh em nhá. Đấy, miễn phí ship chuyển đủ. Với giá chưa kèm phụ kiện cho anh em. Nếu anh em lấy thêm phụ kiện thì có thể lấy thêm đổi nguồn hoặc dây jack, cái đấy thì anh em tùy anh em. Có thể anh em đã có rồi, anh em chưa có thì anh em mua thêm sau nhá. Đấy, mua bên em cũng được, mua ở đâu cũng được. Đấy, thì với bộ này em bán như em nói giá 900.000. Và nếu như anh em kinh phí không đủ, mình muốn chơi cái dòng QX1 này, thì các bác có thể đổi sang cặp loa xấu này. Cặp loa này cũng loa dàn của nó, nhưng cặp loa này thì cái bát của nó vàng, nó xấu hơn, nó nhăn nhăn hơn tí. Tuy nhiên thì vẫn đảm bảo chơi ok cho các bác, chất lượng thanh không đổi nhá anh em nhá. Đấy, thì nếu như lấy thằng cặp loa vàng này thì em giảm đi cho các bác là 300.000 nữa, là còn 600.000 thôi. Đấy, thì nếu đổi cặp loa trắng này sang mà lấy cặp loa vàng này sang thì giá chỉ 600.000 bộ này thôi các bác nhá. Đấy, nói rõ luôn các bác thế. Tình trạng bộ này là trên full chức năng. À, riêng MD không test thôi, MD em hết đĩa rồi. Thế còn CD các thứ là ok này, đài FM ok này. Đấy, chức năng điện thoại máy tính đương nhiên là ok rồi. Đấy. Rồi em quay nhá. Đầu tiên em quay cái cặp loa xấu xấu này cho các bác xem nhá. Cái căng nó đầy đủ này. Đấy, cái căng nó đây nhá các bác nhá. Đó. Còn cặp loa này thì hình thức của nó cũng xê sát một tí, nói chung là hình thức của nó cũng đẹp ở mức độ tương đối. Đấy, đây. Cũng xê sát một tí anh em nhé. Đấy. Không đáng kể, nói chung cũng có nhưng không đáng kể. Xê sát thì không đáng kể. Tương đối là đẹp, có cái bát của nó thì nó ố vàng thôi và nó bị kiểu như nó hơi nhăn nhăn một tí thôi. Cái này không hưởng cái chất âm nhé, nhưng nhìn thẩm mỹ nó không được đẹp. Đấy, tuy nhiên nếu anh em lắp cái càng này vào thì nó thật anh em cũng chả nhìn thấy cái gì nữa. Đúng không? Đấy, nhà ngói cũng như nhà tranh. Đấy, nếu mà anh em đổi cái cặp loa này sang bên này thì giá sẽ giảm xuống là còn 600.000 bộ này. Đấy, còn anh em giữ nguyên cặp loa này thì giá là 900.000 anh em nhé. Các bác hết sức chú ý giá em báo là chưa kèm bất cứ phụ kiện gì đâu nhé. Anh em phải mua thêm phụ kiện nhé, cái này bẩn anh em mới giặt lại cho sạch nhé. Đấy, anh em phải mua thêm phụ kiện nếu anh em chưa có phụ kiện nhé. Còn anh em có rồi thì thôi. Phụ kiện đi kèm dàn này bây giờ gồm hai cái chính, là cái đổi nguồn. Thứ hai là một cái bộ dây jack để anh em chơi điện thoại máy tính. Đấy, bộ này thì nói chung là loa các thứ là đẹp, không gắn các thứ hết ok. Loa không có chỉ sức gần như là không có luôn. Đấy, nói chung là rất là đẹp. Đấy, loa có con này rất là đẹp luôn. Đấy, vệ sinh lên trắng sáng đẹp nhá. Đầu máy cũng đẹp ok cho các bác nhá. Long lanh luôn. Đấy. Và lưu ý thêm cho các bác, bộ này nếu như các bác muốn lấy thêm phụ kiện mà mua cả cái điều khiển nữa ấy. Đấy, thì anh em báo nhá, điều khiển con này em có điều khiển học của nó. Đấy, mua thêm điều khiển thì mình sẽ sử dụng thêm một số các chức năng nữa của bộ dàn. Thì cái đấy em nói sau, nếu như các bác có nhu cầu mua điều khiển thì em sẽ tư vấn tiếp nhá. Đấy. Còn nếu không anh em vẫn có thể dùng các chức năng cơ bản trên điện thoại trên máy tính vẫn ok các bác nhá. Đấy, qua cổng 3.5 các thứ là ok. CD ok, đài FM ok. Đấy. Rồi, xong bộ thứ nhất anh em nhá, em chuyển qua bộ thứ hai. Bộ thứ hai bộ này là bộ của Panasonic, model con này là PM37MD. Con này chưa em test chạy full chức năng nhá. Và đặc biệt là con này có giải mã luôn cho anh em. Loa màu đen rất là đẹp huyền bí luôn. Đấy. Và nhìn rất là sang chảnh và loa của nó rất là đẹp, đầu máy cũng rất là đẹp. Con này vung vắn ok đẹp luôn. Đấy, đẹp keng luôn. Đấy. Loa đặc biệt dòng này đánh hai cầu bi quay. Đấy, cho nên anh em đây anh em nhá, hai cầu bi quay tức là nó đánh hai dây này, bát riêng và check riêng này. Thì bát là dây đỏ này, thì check là dây trắng, dây xanh trắng này. Đấy, mình đấu vào đây đúng màu cho em nhé, đỏ và đỏ, đen và đen.
xanh và trắng nhá. Đấy. Loa thứ thùng vách không vuông vắn ok hết các nhá. Các vết mốc trắng trắng này là để lâu em mốc chưa vệ sinh lại thôi, mấy nọ chảy nồm. Đấy. Còn loa là vuông vắn ok hết. Đây có vết tổ tò vò em cậy nó chưa hết này, em sẽ cậy lại cho các bác nhá. Để bác nào mua em sẽ vệ sinh lại cho nó sạch sẽ hơn. Đấy, vuông vắn ok hết này. À, và đặc biệt con này có cả giải mã optical luôn để chơi từ smart TV xuống nhá. Đấy, và đây là cổng chơi điện thoại này. Đấy. Nói chung con này full chức năng luôn. Con này có cả cổng chơi USB máy tính luôn này. Đấy. Có đây cổng PMD để anh em có thể chơi điện thoại cổng này cũng được này. Chơi điện thoại cổng này sẽ hay hơn là chơi ở cái này. Cái này là anh em dùng chơi máy tính là chính nhá. Còn cái này anh em chơi điện thoại đây này rất là phù hợp. Vì tín hiệu điện thoại thường nó bé tín hiệu của máy tính. Đó. Đấy, con này thì em để cho các bác với giá 1 triệu các bác nhá. 1 triệu nhá. Đấy. Con này có giải mã này, rất hay con này có giải mã. À, full chức năng nhưng tuy nhiên thì riêng tính năng băng cassette em không test em nói luôn nhá, để các bác thông cảm. Cassette về ít người chơi rồi em không test cassette. Còn cái chức năng em vừa mới nêu là hoạt động ok. Đấy, con này 1 triệu cho các bác nhé, chỉ kèm phụ kiện. Rồi chuyển sang con này loa lớn hơn. Con này con PM730SD. 730SD, cái này thì con này thì không có giải mã như con bên này đâu. Con này thì có cái chức năng là có chức năng chơi thêm thẻ nhớ này. Đấy, thẻ nhớ em test là chơi ok này. Con này cũng chạy full nhá, CD mới đây chạy full hết nhá. Đấy. Loa nước con này cũng đẹp, con này màu trắng, tông màu trắng nhá, mặt thì đen. Đấy, tông màu trắng. Loa nước đẹp, vuông vắn ok hết nhá các bác nhá. Đấy. Đấy, những cái này để lâu nó bị mốc tí em sẽ lau chùi lại cho các bác nhé. Đấy bị mốc rồi này. Đấy. Các cái vết mốc cũng để lâu chờ nồm nó mốc thôi. Thế chơi điện thoại anh em cắm vào đây nhá. Đấy. Con này thì không, như em đã nói là không có giải mã. Cũng là dòng chơi hai loa hai cầu B-Way, bát chép tách bạch luôn. Đấy, tiếng con này rất là hay luôn, cao sáng. Con này thì em bán cho các bác cái giá 1 triệu mốt. Giá 1 triệu mốt các bác nhá. Giá chưa kèm phụ kiện nhá. Loa gân còn đẹp luôn. Đấy. À lúc nãy em chưa tháo con này. Để em tháo ra cho anh em nhìn cái mặt loa nó này. Đấy. Đây nhá, mặt loa có 1 triệu đây nha các bác nhá. Đấy. Nó rất là to. Rồi, còn con này có 1 triệu mốt đây. Tiếng này cực kỳ là sáng tiếng luôn. Đấy. Đấy các bác nào không chơi giải mã nữa lấy con này thì cũng ok luôn. Đấy, còn bác thích chơi giải mã lấy sang con này, 1 triệu thôi, con này 1 triệu mốt. Rồi chuyển sang một con này khá là hay của Sony. Con này thì nhiều anh em rất là thích. Con này bán được mấy bộ rồi. Đợt về được 3-4 bộ bán được gần hết rồi, còn mỗi bộ này thôi. Đấy. Bộ này tình trạng CD con này nó mắt nó không đọc nhé. Con này bán các bác hai chức năng thôi. Là chức năng chơi giải mã với cột từ smart đi xuống. Và thứ hai là cái chức năng chơi điện thoại máy tính là ok nhé. Con này có chỉnh bát chép trên mặt luôn rất là tiện lợi này. Đấy. Và nút này anh em chỉnh SC bát nhé. DSG này để anh em chỉnh SC bát nhé. Đấy. Rất tiện lợi luôn, còn hai núm vặn này. Cực kỳ tiện lợi luôn nhé. Đấy. Con này có giải mã optical luôn. Dòng này thì nói luôn các bác là gân của nó về mục đã thay rồi nhé. Các bác yên tâm chơi nhé. Cái dòng này các bác mua về mà con nào chưa mục thì các bác hãy coi chừng. Kiểu gì nó cũng sẽ mục thôi. Cho nên là đã về em thấy hiện tượng mục em thay luôn rồi các bác. Đấy. Và đặc biệt em thay bằng cái gân cao su rất là xịn luôn. Đây. Mềm cực kỳ luôn. Đấy. Đấy, anh em chơi bát tiếng đánh rất lực luôn nhá. Đấy. Con này của nó là model nó gọi là Z100 anh em nhá. Z100. Đấy. Loa dàn đồng bộ anh em nhá. Đây ở bên sau model nó ghi là CCP500. Đấy, đầu máy. CCP500 loa dàn đồng bộ. Con này công suất của nó 75W này. Và con này sản xuất Made in Korea, Hàn Quốc. Con này có giải mã, cổ giải mã đây các bác nhé. Đấy, anh em chơi giải mã ở đây. Còn điện thoại các bác chơi ở đây. Đấy. Loa lưu các thứ là đẹp vuông vắn hết nhé. Đẹp vuông vắn hết. Cái căng đầy đủ, cái căng này hơi xích tí một. Đấy, con này bán 1 triệu rưỡi. Dòng này tính bát cực kỳ lực luôn. Đấy, anh em chơi phòng nhỏ con này quá là hay luôn. Đấy, căng đây. Tính bát rất lực luôn. Đặc biệt em rất thích cái núm chỉnh của nó này. Tiện lợi này. Đấy. Màn hình lên màu vàng khá là đẹp. 1 triệu rưỡi anh em nhá. Đấy. Em cứ gọi luôn là con Z100 cho em dễ hiểu nhá. Z100 có chỉnh bát chép. Đó, chuyển sang con này. Con này là con đề cao của Onkyo. Con này là con dòng CRU1. Đấy, giá thị trường nó bán 1 triệu 8 đến 2 triệu anh em nhá. Thì con này em bán cho các bác với giá là chỉ 1 triệu 7 thôi. Đấy, và tặng kèm chiếc điều khiển cho anh em để anh em chỉnh bát chép nhá. Đấy, chỉnh bát chép. Loa đẹp vuông vắn. Anh em thích nhỏ xinh và đặc biệt là các bạn nữ mua về làm loa vi tính thì lấy bộ này quá là phù hợp luôn. Đấy, nó bày gọn ghẽ, loa rất là nhỏ xinh thôi, bát tầm bát 10 thôi, rất là xinh xắn. Đầu máy âm ly thiết kế rất là tinh tế và mỏng. Đời cao rất là nhẹ luôn, không nặng trịch như những cái con đời cũ đời sâu đâu. Đấy.
CRU1 các bác nhé, loa dàn là đồng bộ luôn nha các bác. Thì chơi điện thoại máy tính em cắm vào đây. Còn ngoài ra con này có cả cổng chơi súp audio, con này súp điện này, cổng chơi súp điện nữa này. Đấy. Và đặc biệt con này đời cao cho nên công suất tiêu điện nó cực thấp luôn, nó có 30W thôi, cực kỳ tiết kiệm điện luôn cho anh em nhé. Đấy, con này cực kỳ các bác nào chơi văn phòng nhỏ và thích những bộ nó nhỏ gọn xinh xắn. Đấy thì anh em có thể tham khảo mẫu này nhé, làm loa vi tính ok. Ngoài ra con này có thêm cái cổng để anh em có thể chơi giải mã cho iPhone, từ iPhone 7 trở lên, nếu mình không có cổng 3.5 thì mình cắm ở đây mình chơi trực tiếp được qua dây sạc nhé. Đấy. Còn trên máy tính anh em cứ cắm đây là ok nhé. Đấy, đây rất đơn giản đấy thôi. Đấy, con này rất là hay, tiện lợi là như vậy. Giải mã được chưa cho dòng iPhone 7 trở lên. Đấy, qua cổng này hoặc chơi qua máy iPod nhé. Đấy. Rồi. 1.7 thôi anh em nhé, tặng kèm kiện cho anh em. Đấy, còn anh em mua thêm phụ kiện là đổi nguồn hay dây jack thì các bác cứ báo với em sẽ cộng thêm tiền cho các bác sau nhé. Rồi cuối cùng em chuyển sang một cái con này. Con này là con rất là hay của Onkyo. Đấy, dòng máy đứng luôn. Nhìn loa thiết kế đẹp. Và đặc biệt dòng loa này có cả phân tần ở bên trong luôn. Rất là gấu luôn anh em nhé. Đấy. Tiếng hay luôn, ấm sáng. Bát ấm chắc sáng. Loa đẹp, đầu máy cũng đẹp anh em nhé. Vuông vắn ok hết. Có mỗi cái căng nó thì không đẹp luôn. Cái căng nó hơi xấu rách dưới. Đấy, thôi căng coi như không tính tiền cho các bác, tặng các bác thôi. Về để bảo vệ loa là chính, anh em bỏ ra cũng được nếu như mình không có trẻ con. Mình bỏ cái căng ra mình chơi loa trần đẹp hơn thì nó nổi hơn. Âm ly đẹp và loa cũng đẹp, vuông vắn hết các bác nhé. Đấy. Và với con này cực kỳ nhiều các cổng kết nối in-out. Con này có giải mã optical kiêm DAC luôn. Anh em có thể làm thiết bị giải mã cho nó được luôn nhé. Cho âm ly khác được luôn nhé. In-out đầy đủ luôn. Đấy, in-out đầy đủ luôn. Các cổng kết nối điện thoại máy tính này ok hết này. Có cả đài FM bắt sóng ok này. Đấy. Dây jack các thứ này, dây loa này. Đấy. Bộ này thì giải mã ok này, có tính năng nâng cấp tiếng lời 4 cấp độ nhé. Đây. Out code đây. Để 2 và để 3 nhé, thì tiếng bass nó rất là ấm. Đấy, bộ này thôi em xả rẻ 1.6 triệu cho anh em nhé. Full chức năng, đĩa CD chưa ok, MD chưa ok này. À MD em không test, xin lỗi, MD em không có đĩa test rồi. CD chưa ok này, giải mã chưa ok này. Đài FM bắt sóng full 108 này. Đây em đây nhé. Đây. Đấy, dò sóng ở đây. Đấy, em thử dò về sóng 100 cho anh em xem nhé. Cắt giảm với mức 3%. Còn chơi điện thoại anh em lại chuyển về đây. Đây nó in out này. Othe input này. Đấy, chơi điện thoại máy tính này. Giải mã anh em ấn đây nhá, trở về chế độ là optical digital này. Đấy, chơi giải mã này. Đấy. Có mỗi cái đĩa CD ở con này ấy, thì nó vẫn chơi ok. Đấy. Tuy nhiên thì nó ra vào thi thoảng bị kẹt nhá, không phải lúc nào cũng kẹt mà thi thoảng ra vào nó hơi khó một tí. Thì anh em trợ ra anh em ấn cái mà cửa nắp này vào cho nó vào nhá. Đây, CD con test luôn cho anh em xem. Con này cũng chơi CD ok luôn. Kiểu như dây loa nó hơi trùng một tí, khi đoạn ấn vào nó hơi khó thì mình trợ tay mình ấn vào cho nó là được. Đấy, CD chơi ok rồi nhé. Đấy, thì con này em giảm giá có 1.6 triệu thôi cho anh em chơi nhé. Đấy, 1.6 triệu. Đấy, cho anh em. Đấy, giá chưa kèm phụ kiện nha anh em nhé. Đấy, em chú ý tất cả giá đều chưa kèm phụ kiện cả. Đấy. Còn duy nhất bộ này thì em sẽ tặng một cái điều khiển cho anh em. Nếu các bộ khác anh em cần điều khiển anh em báo nhé. Em sẽ thiết kế điều khiển cho anh em sau. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và anh em. Anh em chốt bộ nào thì nhắn tin vào số Zalo của Trung Kiên Audio là số 0975 575 262. Cái bộ cuối cùng em quên chưa báo mã, bộ cuối cùng của mã của nó là 155A anh em nhé. 155A anh em nhé. Rồi xin cảm ơn anh em. Zalo của Trung Kiên Audio là số 0975 575 262. Rồi xin chào các bác và anh em.